Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ơi, ngày hôm nay con có duyên con gặp được bà bằng cái tình cảm yêu thương, thì tổng cái số tiền là 100 ngàn của cô Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh, còn 300 ngàn là của chú Lâm Lộc ở bên Mỹ nha bà. Ngày hôm nay bà sẽ nhận tổng cái số tiền là 400 ngàn nha bà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật trời tác đại chứng minh nè, cho bà cho tặng chia sẻ yêu thương. Rồi bà vui phải không bà? Dạ.